quay trở lại giới thiệu cho các bác cái dòng khó ga mini nhá. Cái này thì các bác lên đầu tư cho sắm sửa cho gia đình mình, mỗi người mỗi nhà một cái cũng được, rất là tiện lợi đấy. Và các quán xá nhà hàng nếu mà có nhu cầu lấy nhiều thì lấy xỉ thì hãy alo cho em qua số điện thoại trên, em sẽ có giá xỉ tốt, giá rẻ cho các bác. Còn bình thường gia đình nhà mình lên mua một cái, vì cái này nó rất là tiện lợi này, các bác phục vụ cho công việc gia đình, ví dụ bếp núc này đấy, khi mà ví dụ có thịt con mèo con chó thì mình bây giờ rơm rạ hiếm thì các bác sử dụng cái này, các bác chỉ cần nắp bình ga mini vào đây và xoáy để mở bình ga xong rồi ấn công tắc là khò chỉ có 2 phút là chó mèo vàng ươm là chân giò chân giếc đấy. Các bác mua cái này về các bác khò tí là sạch sẽ, không phải thui thiếc gì, nó rất là sạch sẽ và an toàn, dùng rất hiệu quả luôn, độ bền cao đây, lõi thì lõi đồng nhá, chịu nhiệt tốt nhá đấy. Ngoài thì bọc bằng thép chống rỉ này, còn tay cầm thì bằng nhựa ABS này đấy. Tất cả là nhà em bán hàng lúc nào em cũng phải bán hàng loại một đấy, hàng chất lượng để cho các bác sử dụng đấy. Anh chị em nào có nhu cầu về khò ga mini thì liên hệ với em Giang qua số điện thoại trên màn hình nhá, em chuyên cung cấp xỉ lẻ ship hàng toàn quốc nhá. Đó. À, anh chị em thấy video hay hữu ích thì cho em xin một like, một nút chia sẻ để đến cho bạn bè mình biết, nếu ai có nhu cầu thì mua hàng ủng hộ em đấy. Hàng nhà em bán thì hàng là rất là chất lượng, hàng loại một nên các bác yên tâm về chất lượng đấy. Cái này nó rất là tiện dụng, phục vụ cho gia đình nhà mình, nên là anh chị em nên mua sắm cho nhà mình một cái để mình dùng, nó rất là tiện lợi nhé đấy, rất là ok luôn. Ví dụ mình có hôm nay có đổi món mà làm món thịt nướng bằng than củi thì mình sử dụng cái này, mình nhóm than củi rất nhanh, chỉ một tí là than cháy luôn đấy, là rất là an toàn, không khói bụi độc hại nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video lần sau đấy.